anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiển Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Rất là mới, một bài này mình cảm thấy đây là một bài mà từ ngày xưa đã rất là hay rồi. Nhưng mà đợt này là anh Tulipo remix lại bài này, mình thấy nghe khá là thú vị. Một bài mà khiến cho lâu lắm rồi mình mới thấy có một bài mà khi mà đánh guitar có cái cảm giác rất là vui như này, rất là vui tay, rất là hay các kiểu. Đấy chính là bài Ngày Mai Em Đi được mix của Lê Hiếu, được mix lại bởi Tulipo. Nói chung đây là bài rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài này mà đánh theo đúng kiểu của cái video này luôn. Mình sẽ đánh bài này theo khó luôn chứ sẽ không kiểu dễ nữa. Đấy thế. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng vào xem bài này nếu đánh theo bản của Tulipo thì nó sẽ như thế nào nhá. Với các bạn chúng ta sẽ dùng capo kèm vào khoang 3 và xong cứ như thế chúng ta đi quẩy. Dễ mà. Ok, hợp âm của chúng ta trong bài này thực ra rất là đơn giản, nhưng chúng ta sẽ đi vào cái phần lệch tông sướng âm trước để chúng ta hát theo bài này mà nó không bị sai. Ở đây thì chúng ta sẽ chơi những cái nốt như thế này. Đó, ok chưa? Mai em ra đi nhưng ngồi nơi hoang vu lắm. Đấy là những nốt mà chúng ta sẽ đánh ở trong bài này để chúng ta không bị lấy sai tông. Chúng ta sẽ dùng capo để kẹp vào khoang 3 và chơi như vậy. Thì dù các bạn có kẹp capo đi đâu chẳng nữa, các bạn chỉ cần đánh lại cái này. Thì chưa? Em đi. Đó, kiểu gì chúng ta cũng sẽ đúng tông nếu chúng ta chỉ cần đánh đúng cái đấy. Còn hợp âm của chúng ta thì rất là đơn giản. Chúng ta sẽ mặc dù cắm capo ở đây nhưng mà chúng ta sẽ đánh cái thế tay của La Thứ. Bài này tông gốc là Đô Thứ cho nên là chúng ta sẽ cắm capo 3 vào đây trên La Thứ cho nó dễ. Ở đây thì khi mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ chơi như làm sau. Đầu tiên đấy là Fa Major 7. Các bạn có thể chơi đơn giản là chúng ta cho một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây, đánh từ G4 trở đi. Còn mình hay chơi theo thói quen nữa là mình sẽ cho ngón út vào đây, ngón út vào đây, và sau đó mình sẽ lấy ngón cái đặt lên trên dây 6 khoang 1. Nghe nó sẽ dày hơn, Fa Major 7 nghe nó sẽ dày hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Và sau đó chúng ta sẽ có Mi 7. Thường mình hướng dẫn Mi 7 các bạn đánh như thế này, một ngón vào đây và một ngón vào đây, đánh từ G6 đi. Nhưng mà trong bài này chúng ta sẽ cho thêm vào một cái nốt Re ở đây nữa, để cái Mi 7 của chúng ta nghe nó dày hơn, nó hợp với bài này hơn. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là La Thứ. Chúng ta sẽ đánh là một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh như thế nào trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là Son Thứ 6, là một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có hợp âm tiếp theo là hợp âm Đô Trưởng. Đô Trưởng là một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh như thế nào trở đi. Rất là dễ. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm Son Trên Si. Đó là một ngón vào đây, một ngón vào đây. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ có Mi Thứ là một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh từ dây 6 ra đi. Chúng ta sẽ có bấm Pha Thứ. Pha Thứ thì các bạn chơi như thế này. Đấy, vì cái bài này cũng bản thân nó cũng khá là một bài khó rồi, cho nên chúng ta sẽ cùng chơi hợp âm Pha Thứ chặn luôn. Đấy là chúng ta sẽ chơi như Pha Trưởng. Pha Trưởng, một ngón chạm vào đây, một ngón vào đây, hai ngón đây. Thì bây giờ chúng ta bỏ ngón giữa ra, chúng ta sẽ có Pha Thứ. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta còn có một hợp âm, một dạng hợp âm nữa, đó là hợp âm Son, Son Sus 4. Son Sus 4 của chúng ta ở đây. Đó, tức là một ngón chúng ta bấm vào đây,
ngón này ở đây, ngón này ở đây. Chúng ta sẽ chỉ chơi đến dây 2 thôi. Sau đó bỏ ngón trỏ ra. Đấy, chúng ta có từng đấy hợp âm. Đó. Và chúng ta có một hợp âm cuối cùng nữa là hợp âm rê thứ 7. Hợp âm rê thứ 7 của chúng ta đấy là chúng ta dùng ngón trỏ chặn dây 1 và dây 2 ở khoang 1. Và sau đó chúng ta cho ngón giữa lên vị trí dây 3 khoang 2. Đấy, từ dây 4 chưa đi. Đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là rê thứ 7 của chúng ta. Đấy là toàn bộ hợp âm của bài này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem là bài này sẽ đánh như thế nào nhá. Ok, sau khi chúng ta đã biết là bài này có những hợp âm gì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bài này nên chơi như thế nào. Về các bạn thì nó cũng chả gì đâu, nó chỉ có mấy hợp âm thôi, còn lại là quan trọng là cái tiết tấu. Tiết tấu này nó sẽ rất là đặc biệt, rất là khó nếu như các bạn không quen tay. Nhưng mà đây là bài tập rất là thú vị để chúng ta chơi nhạc R&B cái thứ nó thú vị hơn. Đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem bài này sẽ đánh nhau nhá. Ok, về cơ bản thì tiết tấu của chúng ta trong cả bài này đều sử dụng là ở đoạn phiên khúc chúng ta sẽ đánh một kiểu và sang đến đoạn điệp khúc chúng ta đánh một kiểu. Thì ở đây thì kể cả đoạn intro và bài hát đánh cũng na ná nhau. Tiết tấu của chúng ta nghe như thế này. Đó. Và nếu như mà vào bài hát chúng ta có thể thay đổi một chút tiết tấu, tức là nghe này. Sẽ dễ hát hơn một chút. Về cơ bản thì hợp âm của chúng ta ở phần phiên khúc chúng ta sẽ đánh là Fa major 7 chia đôi cho Mi 7, sau đó là La thứ chia đôi cho Son thứ 6. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lại có hợp âm Fa sẽ tiếp tục như thế. Sau đó chúng ta sẽ đến Fa chia đôi cho Fa thứ, sau đó là Son sus 4 chuyển sang Son này. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm Re thứ 7 đánh bình thường, sau đó Fa thứ đánh bình thường. Đó, đấy là phiên khúc của chúng ta. Vào điệp khúc chúng ta sẽ đánh những cái vòng là Do 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 Son trên Si chia đôi cho Mi 7, rồi La thứ xong rồi sang đến Mi thứ thôi. Sang Fa xong chia đôi Fa thứ, Mi thứ La thứ, Re thứ 7 rồi lại sang Son thôi. Đến khi nào mà hết điệp khúc thì các bạn đánh thêm một cái Do Yêu Em. Yeah yeah. Đó, đấy là toàn bộ hợp âm của bài này. Cũng không có gì cả. Phần intro chúng ta đánh là Fa major 7 chia đôi cho Mi thứ 7, chia đôi cho Mi 7. Sau đó chúng ta vào La thứ đánh như bình thường, tức là sẽ không chia đôi cho Son thứ 6 nữa. Đấy là toàn bộ thành của bài này. Còn đánh như thế nào? Cái tiết tấu của chúng ta nó sẽ đi thành một cặp Fa đi với Mi 7. Đó, ok chưa? Tiết tấu này phải đi theo cặp bởi vì đây là một dạng tiết tấu mà người ta đảo phách cắt đôi ra, cho nên nó sẽ rất là khó. Chúng ta sẽ phải đi Fa và Mi thành một cặp. Nghe nó là 1 2 3 4 đập, 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 1 2 3 4 đập. Đấy, ok chưa? Nếu các bạn để ý thì câu đầu tiên bài này là bài 24, 1 2 3 4 đập, 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 1 2 3 4 đập. Đấy, ok chưa? Nếu các bạn để ý một bài nhịp 24 ấy thì chúng ta khi mà chúng ta vỗ thì chúng ta sẽ vỗ tay hai lần cho một hợp âm. Fa 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 fa. Fa 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 fa. Ok chưa? 1 2 3 4 đập. Đấy, đến cái lúc 1 2 3 4 đập chuyển. Đây là khi chúng ta đang nhấc tay lên này thì chúng ta bắt đầu chuyển sang hợp âm tiếp theo, thì có nghĩa là đây là một dạng đảo phách. Ok chưa? Đấy. Các bạn sẽ để ý là khi mà mình đánh sang hợp âm tiếp theo, 1 2 3 4 đập nó là liên tục nhá. 1 2 3 4 đập đánh sang hợp tiếp theo là mình bắt đầu nhấc chân lên, thì cái đấy người ta gọi là đảo phách đấy. Ok chưa? Đó. Cái này nó là phải diễn giải ra thành nhịp thì chúng ta mới dễ hiểu hơn. Chúng ta sẽ đánh 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 đập. Cái 1 2 3 4 đằng sau cũng đánh đều thôi. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 đập. Nhưng mà cái đằng sau 1 2 3 4 nghỉ rồi mới đập, chứ không phải là đập ngay lập tức. Nếu mà dựa theo thế chân ấy, 1 2 3 4. Đó, khi đến lúc mình đập vào lần thứ hai là cái lúc mà chân mình dậm xuống đất và sau đó mình nhấc lên không đánh gì cả và sau đó mình chuyển sang hợp tiếp theo. Đó, đấy là một cái rất là khó tả bởi vì đây là một cái tiết tấu rất là đặc biệt. Các bạn phải khá là chắc nhịp các bạn mới chơi được cái tiết tấu này liên tục mà không lỗi gì cả. Đó, 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập. 1 2 3 4 đập, 1 2 3 4 nghỉ đập.
rất là khó nhớ. Đấy, ok chưa? Các bạn phải chơi như thế. Còn nếu như đấy là những hợp âm chia đôi, còn nếu như hợp âm mà nó không chia đôi như là Re thứ bảy chẳng, thì bạn vẫn chơi cái tiết tấu như vậy, chỉ là không chuyển hợp âm thôi. Đó, nó là như vậy thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn đánh cái tiết tấu mà kiểu đấy là một cái tiết tấu sẽ giúp các bạn dễ hát hơn, thay vì là đánh như này. Tiết tấu này khá là khó hát nếu tự bản thân hát ấy. Còn nếu đánh cho người khác hát thì cũng không khó khăn lắm. Nhưng nếu các bạn muốn tự hát thì chúng ta có thể đánh là 1, 2, 3, 4 đập. Sau đó sang âm tiếp theo chúng ta đánh. Đó. Tất cả. Sau đó 3, 2, 1 đập. Nghỉ. Vào đoạn tiếp theo. Ok, sau khi chúng ta biết đánh như thế nào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần tớ sẽ đánh bài này, nhưng mà cũng không phải là cái bài mà đúng ra tớ chỉ đánh từ đoạn phân khúc sang điệp khúc và sau đó kết thúc, bởi vì là bài này nó cũng lặp đi lặp lại y hệt nhau mà, nó không gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến xem bài này đánh nhau nhá. Đó là đoạn giải của chúng ta, còn bây giờ chúng ta sẽ vào phần điệp khúc thì dễ hơn rất nhiều. Các bạn có thể đánh điệu ba lát là xong rồi. Đến đoạn pha thứ mà chuyển sang vào điệp khúc ấy thì các bạn xuống 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi vào bài hát. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Đó, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ đánh ballad là cái mà rất nhiều người biết rồi. Xuống nghỉ, 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 xuống nghỉ, nghỉ lên, nghỉ lên, xuống nghỉ, xuống lên, xuống lên. Cho một hợp âm. Và nếu chia đôi thì là xuống nghỉ, 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 xuống nghỉ, nghỉ. Sau đó sang hợp tiếp theo. Lên, nghỉ, lên, xuống, nghỉ, xuống lên, xuống lên. Ok chưa? Mình sẽ đánh lại đoạn này mà chậm, nó sẽ nghe như này. Ngày mai anh không còn em nữa, không trao ai là tất cả. Để nói nên câu yêu thương không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô thuở ban đầu, nay đã xa. Như vậy thôi. Thực ra nó dễ lắm, nó không có gì cả. Về cơ bản thì bài này nó như vậy. Bài này chỉ khó mỗi cái đoạn đầu là chúng ta phải giải rất là tinh tế, rất là đúng nhịp. À, như thế kia thôi. Thì các bạn hãy cố gắng để đánh được bài này xong thì các bạn nhịp của bạn đã rất là chắc rồi, thì các bạn sẽ chơi bài này rất là hay. Đây là một cái nhịp cũng rất là hay, rất là điệu cũng rất là hay, rất là đáng để học. Đó, đại khái như vậy thôi.